trong hai ngày 27 và 28 tháng 7, Phương hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh Viettisol phối hợp với Ban quản lý đề án ngoại ngữ quốc gia thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quốc tế Viettisol năm 2024. Với chủ đề Giáo dục tiếng Anh trong thời đại trí tuệ nhân tạo, hội nghị có hơn 500 diễn giả và các giảng viên, giáo viên, học viên đến từ các đơn vị trường học trong và ngoài nước tham gia. Theo đó, các phiên trình bày tại hội nghị được chia thành 3 lĩnh vực chính: công nghệ AI, phương pháp giảng dạy và ngôn ngữ học ứng dụng, phát triển chuyên môn. Sự kiện không chỉ là cơ hội để các chuyên gia và nhà giáo dục gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, mà còn là cơ hội để họ thảo luận về những thay đổi mang tính cách mạng mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho công tác giảng dạy tiếng Anh. Đối với Hội đồng Anh chúng tôi, một trong những mục tiêu chính là thúc đẩy việc sử dụng tiếng Anh và quảng bá kiến thức về giảng dạy, học tập và đánh giá tiếng Anh. Hội thảo này là nơi để chúng tôi có thể thực hiện được điều đó thông qua việc đem đến những diễn giả, đóng góp nhiều nội dung học thuật có chất lượng. Đặc biệt là năm nay chúng tôi đã mời được một diễn giả, một thành viên trong nhóm nghiên cứu của Hội đồng Anh để công bố một nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo cho chúng tôi thực hiện vào tháng 12 năm 2023. Với chủ đề hướng đến tương lai của trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy tiếng Anh. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy AI đang tác động đến việc giảng dạy tiếng Anh nhiều hơn bất kỳ ngành học nào khác. Điều này có nghĩa là giáo viên tiếng Anh cần chuẩn bị tốt hơn để giải quyết các vấn đề của học sinh. Năng lực hiểu biết về AI là điều mà giáo viên cần trang bị cho học sinh. Giáo viên có thể sử dụng AI để chuẩn bị bài giảng. Lập kế hoạch bài giảng hiện là một ứng dụng rất phổ biến của ChatGPT. Thực tế cho thấy, nó có thể tạo ra một kế hoạch bài giảng khá ổn, nhưng kế hoạch đó cần được kiểm tra lỗi và cần được xem xét kỹ lưỡng, vì không phải lúc nào nó cũng đúng. Bên cạnh đó, có rất nhiều điều giáo viên tận dụng AI để thực hiện một số công việc hành chính, giúp giáo viên dành nhiều thời gian hơn cho việc giảng dạy trong lớp học. Ở Việt Nam thì tôi thấy rằng là từ khi mà ChatGPT ra đời thì cái sự quan tâm của thầy giáo và học sinh cũng rất là nhiều. Mọi người sử dụng rất là nhiều và cái hội thảo mà chúng ta tổ chức hôm nay để có thấy có rất nhiều báo cáo liên quan đến cái việc mà sử dụng AI ở trong các cái hoạt động khác nhau ở trong quá trình giáo dục ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Cho nên để thấy rằng AI nó mang lại rất nhiều cơ hội. Ví dụ như chẳng hạn, nó là một cái nguồn lực đa phương tiện để mọi người có thể hiện ý tưởng của mình. Cái thứ hai, nó là một cái nguồn lực để chúng ta để kết nối, xây dựng cái mối quan hệ và tạo ra những bản sắc riêng của mình. Tại hội nghị, các chuyên gia khẳng định AI đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cải tiến trải nghiệm học tập, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo dựng môi trường học tập năng động. Tuy nhiên, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã đặt ra những thách thức cần đối mặt như vấn đề đạo đức, quyền riêng tư dữ liệu, quyền tác giả và nguy cơ lạm dụng hệ thống tự động. Chính vì vậy, để ứng dụng AI một cách hiệu quả trong công tác dạy tiếng Anh, các trường đại học, trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục cần phải nghiên cứu để đưa ra những hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng, cách tiếp cận AI cũng như trang bị những năng lực tối thiểu cho đội ngũ giáo viên và học sinh để họ sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi công nghệ mới này.